Chiều nay, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, AmCham Việt Nam, tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ Hoa Kỳ chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã gây nhiều ảnh hưởng nặng nề cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam. Đến nay, khi tình hình phòng chống dịch bệnh đang có những tín hiệu tích cực, các địa phương cũng đã sẵn sàng tâm thế để bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế. Riêng với Đà Nẵng, Hoa Kỳ là đối tác rất quan trọng của thành phố trên nhiều phương diện như thương mại, đầu tư, du lịch, đối ngoại, văn hóa. Chính vì vậy, việc tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư lớn từ Hoa Kỳ vào sản xuất trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, logistics hiện nay đang được lãnh đạo thành phố rất quan tâm, kêu gọi đầu tư.